One Piece 1023 cộng, Sanji được cấy gen chủng tộc của King, Haki quan sát cấp cao thức tỉnh. Hello 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tomanga. Manga. Viz là một nhà khoa học lỗi lạc, từng chung nhóm nghiên cứu MADS với Vekapang và Quyên Bệnh Dịch. Cùng với Vekapang, ông ta đã khám phá ra bí mật về nhân tố di truyền. Dựa vào đó, Viz Mokchut đã xây dựng lên cả một đế chế Kama City 6 với những đứa con xấu nhân, được cải tạo nhờ công nghệ gen. Viz Mokchut sẽ hữu trong tay thứ sức mạnh của khoa học ngay đến tứ hoàng Big Mom cũng phải thèm muốn. Tuy nhiên có một đứa con không như ý của ông ta, chính là Sanji. Hồi nhỏ anh không phát huy được tố chất của một sâu nhân nên thường bị các anh em khác bắt nạt, đánh đập với sự thất vọng dành cho đứa con trai thứ ba. Vì Church, hoàn toàn không có động thái ngăn chặn việc bạo hành, thậm chí còn nhốt Sanji lại cho đỡ xấu hổ và cấm anh nhận mình là con của ông ta. Tuy nhiên vì đã phải nhìn Sanji bằng ánh mắt khác khi chứng kiến những gì anh thể hiện ở đảo bánh. Bằng chứng là ông ta đã sai Niji lén đút bộ Red Sui hắc ẩn vào người Sanji. Chính nó đã giúp anh tăng sức mạnh lên vượt bậc, mà có lẽ bản thân Sanji cũng chẳng thể nào ngờ được. Sau khi mặc nó hai lần, Sanji bắt đầu thấy cơ thể mình có sự thay đổi, một cảm giác lạ xuất hiện bên trong anh và mới đây, ở chapter 1023, Sanji đã đem điều đó nói với Zoro. Có lẽ Sanji đang e ngại rằng đây là tác dụng phụ của bộ đồ. Nhưng theo mình nếu anh sử dụng nó nhiều hơn thì thứ đạt được không chỉ có công nghệ tăng hình, mà quan trọng nhất, bộ gen của Sanji sắp sửa thức tỉnh. Vậy thì sức mạnh siêu nhân của anh là gì? Sanji đã được cấy gen của sinh vật hay là chủng tộc nào. Hôm nay Tom Manga sẽ cùng anh em tìm hiểu về giả thuyết cực kỳ thú vị này. Một, Sanji được cấy gen của chủng tộc Lunaria. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về một giả thuyết mà gần đây được các fan One Piece nhắc tới rất nhiều, đó là liệu có khả năng nào Sanji được lai tạo gen từ chủng tộc của King. Điều này xuất phát từ một câu nói của Queen ở chap 1023 mới nhất. Hắn khịa Sanji là tên cyborg của Kema. Bởi đôi chân của anh bốc cháy, Queen cho rằng đây là sức mạnh của công nghệ nhưng khi Sanji nói anh là con người thì Queen trợn mắt kinh ngạc. Bảo sản đâu thuộc tập Lunaria mà có thể tạo ra được lửa. Liệu có phải chỉ trùng tập của King mới tạo ra được lửa hay không? Hãy nhìn sang Kinnaman... Ông có thể tạo ra kiếm lửa nhờ vào tuyệt kỹ của hỏa hồ phái nhưng làm cơ thể bốc cháy như Sanji thì không. Sau Time Skip, Luffy cũng làm được với chiều Red Hawk. Nhưng chạy anh em quên là Luffy học được Haki vũ trang thì mới làm cánh tay bốc cháy mà không gây hại cho cơ thể vì lửa rất nóng. Nó sẽ khiến cơ thể bị bỏng nặng. Luffy cần lớp Haki bảo vệ và dùng luôn sức nóng của lửa làm kẻ thù bị thương nặng hơn bình thường. Nhưng mà Sanji thì khác, anh lại lợi dụng ma sát trong không khí tạo ra chiêu Devil Chamber với đôi chân rực lửa mà không hề ấn gì cả. Ban đầu chúng ta đều cho rằng logic trong manga thì không nên áp dụng thực tế, nhưng qua sự ngạc nhiên của Queen thì dường như Sanji đã vô tình sử dụng được bộ gen siêu việt mà bản thân không hề hay biết. Hồi nhỏ Sanji không phát triển giống như các anh trẻ em, nhưng sau nhiều năm, có lẽ một phần do mã gen đã đồng nhất với cơ thể của Sanji và đấy là lý do chính giúp Sanji tạo ra được lửa mà cơ thể không chịu ảnh hưởng gì. Anh em để ý đã từ rất lâu rồi, Sanji không cần phải xoay tròn tại chỗ mà chân của anh có thể tự bốc cháy bất cứ lúc nào. Phải chăng cũng như bộ đồ hắc ẩn, mặc vài lần mới thấy sự thay đổi. Mã chen của Sanji chỉ được đánh thức nếu Sanji chịu rèn luyện đặc biệt. Sau một thời gian sử dụng Diablo Chambo, Sạn đã làm chủ được khả năng tạo ra lửa ở chân, thay vì phải xoay tròn tại chỗ như trước, bởi vì đó là khả năng siêu nhân của anh. Chỉ tại hồi bé anh thích nấu ăn hơn tập luyện, còn bản thân Sanji là người mà Vince kỳ vọng nhất. Trong chap 841, ông ta có nói rằng vì một lý do nào đó, con không được ban cho năng lực và tài năng như các anh chị của con. Chính vì thế nghĩa vụ của con là phải tập luyện gấp hàng trăm, không, hàng nghìn lần chúng. Con sẽ tham gia và đóng góp cho kế hoạch của ta, chuẩn bị cho tương lai của Kema. Con không được phép lười biếng và làm ta thất vọng thêm nữa. Tại Hoa Đô, Lo cũng nói rằng Hắc Ẩn là kẻ mạnh nhất quân đoàn Kema. Vì đã cấy vào người Sanji bộ chèn mạnh nhất nhưng tiếc thay nó lại không phát triển như dự kiến. Đã vậy Sanji còn lười biếng, anh mê nấu ăn thay vì tập luyện khả năng chiến đấu. Đó là lý do vì chán ghét Sanji. Có thể nói ông ta quá kỳ vọng vào anh, rồi từ nỗi thất vọng sinh ra cảm giác cầm ghét chính thằng con đẻ. Nhưng mà trên thực tế, cấp dưới của vi đã nói rằng trên giấy tờ, cả bốn bộ trên đều đã được tinh chỉnh thành công. Nghĩa là Rezu là ca thử nghiệm sau khi sinh ra cô với đầy đủ năng lực. Vince mới thực hiện ca sinh 4 nên không hề có sai sót nào về công nghệ trên chỉ là do thứ thuốc mẹ Sanji uống hay là một lý do nào đấy khiến bộ gen của Sanji bị ức chế. Còn thực tế thì nó vẫn là một sản phẩm thành công và mã gen ấy cũng dần dần đồng hóa với Sanji. Một trong các khả năng của nó là giúp anh tạo ra lửa mà không gây hại lên cơ thể. Vì là một nhà khoa học lỗi lạc lại cùng với gặp hàng tìm ra bí mật của nhân tố di truyền. Còn chủng tộc của King thực ra không cần bắt được một kẻ còn sống mà chỉ cần có mã gen, nghĩa là hóa thạch hoặc là một cái xác, bộ xương hay là bất cứ thứ gì có chứa ADN thì vì Smoke đều có thể nhân bản hoặc lai tạo ra người mang năng lực của chủng tộc đó. Queen biết điều ấy, nên khi Sanji nói anh là người thường, hắn lập tức quay sang nhìn kinh. Có thể Queen nghĩ tới chuyện. Vì Smoke đã cấy ghép ADN đó cho Sanji, nên anh mới bốc cháy mà không bị gì. Thậm chí Deccan Haki bảo vệ chân. Có lẽ do kế gen của một tộc khác vào người, nên thành ra quả lông mày của anh ba mới trở nên dị biệt. Nó xoan ngược lại so với các anh chị em khác. Quả thực đây là một suy luận rất hay, nhưng vẫn còn kẽ hở nghiêm trọng ở chap 840, Vismop Yonji có nói, chỉ mất 5 năm là có thể tạo ra một đứa bản sao 20 tuổi. Vậy nếu có ADN quý hiếm thế kia, Vismop Church không nhân bản ra cả một đội quân mà ai ai cũng tạo được ra lửa. Như vậy chẳng phải Kama sẽ vô đối hay sao? Tất nhiên, cũng có thể bộ chen chỉ cấy vào được một người, nhưng mình lại thiên về giả thuyết thứ hai này hơn. 2. Sanji sở hữu năng lực Mera Mera, bí mật của nhà Kama Tiêu đề thì nghe có vẻ hư trúc, nhưng lại rất mộ dung phục mình sẽ giải thích cho anh em ngay bây giờ. Trong chapter 1023 có một chi tiết cực kỳ quan trọng là khi Sanji nói mình có cảm giác kỳ lạ khi mặc bộ rết xui. Sau khi nói xong thì lửa chân Sanji bỗng cháy dữ dội. Đây là minh chứng rõ nhất cho việc thức tỉnh được bộ gen. Sanji mất kiểm soát, lửa bùng dữ dội dù anh không xuất chiêu. Càng cho thấy chuyện Sanji khiến chân bốc cháy khi thi triển cơ pháp có cơ chế không giống chiêu Red Hawk của Luffy. Lửa ban đầu đúng là do ma sát nhưng Sanji vô tình kích hoạt bộ gen nên giờ anh có thể tạo ra lửa tùy ý không cần xoay tròn nữa. Chắc là mặc bộ Red xui, anh mới cảm nhận rõ rệt sự thay đổi được. Điều này rất dễ hiểu, Zoro cần thời gian vài ngày tập luyện mới làm chủ được thành Enma, thì đương nhiên Sanji cũng phải xài vài lần bộ Red xui mới phát huy hết công dụng. Tới lần thứ hai, anh ba bắt đầu cơ thể biến đổi. Giờ thì Mã đã hoàn toàn thức tỉnh, vấn đề là năng lực gì đã được vì Smoke Chất cấy vào Sanji. Vậy thì hãy bắt đầu từ vì Smoke Reizu trước. Nhờ những cải tiến gen, Razor sở hữu cho mình sức mạnh của chất độc, đã mang lại cho cô danh hiệu Poison Pink cô có thể hút chất độc ra khỏi người khác bằng miệng và xem nó như món ăn khoái khẩu. Dĩ nhiên Razer có khả năng miễn dịch với mọi loại độc mạnh nhất, kể cả chất độc từ con cá khiến Chopper bó tay do không đủ nguyên liệu điều chế thuốc. Nếu so sánh thì năng lực của Razer rất giống với Magellan, tức là no Mi. Tiếp theo vị Ichiji sở hữu một khả năng đặc biệt từ bộ gen, giúp anh ta có biệt danh là Sparking Red. Ichiji có thể phóng ra những luồng năng lượng ánh sáng cực mạnh từ bàn tay mình xuyên qua đối thủ, lại nói tới bàn ánh sáng từ tay đây chính là phiên bản cosplay Kizaru Người sở hữu trái Pika, Pika no Mi thuộc hệ Loza Anh trai thứ hai của Sanji, Niji Sở hữu một khả năng đặc biệt nhờ cải tiến gen Biệt danh của anh ta là Dengeki Blue Tương tự như năng lực sấm xét Kuro, Kuro no Mi của Inel Niji có thể sử dụng dòng điện Để gây sát thương cho đối thủ Trong lễ đường, Niji có thể hạ gục Charlotte Oven Chỉ bằng một cú đá điện Giải cứu Chopper thành công Hiện tại chỉ duy nhất Winch Green, Vismop Zonji là chưa rõ năng lực mô phỏng từ đâu nhưng cùng khám phá ra bí mật nhân tố di truyền với đã tạo ra cả doan thần thoại Rep 11 thì người như Vismok Chất cũng có khả năng sao chép năng lực trả quỷ nhưng ông ta không làm với hệ doan mà nghiên cứu hệ Paramesia và Loza. Về việc gặp mô phỏng được laser của Kizaru cho thấy chuyện sao chép hệ Loza không phải là bất khả thi và mình có cơ sở để tin rằng bên trong bộ gen của các con Vismok đã cấy vào đó năng lực Trá quỷ. Ông ta muốn biến những đứa con thành siêu nhân sở hữu siêu năng lực mà không chịu bất cứ rào cản nào như đá biển hay mất khả năng bơi ngoài việc cơ thể cứng cáp phục hồi nhanh như hệ doan v smoke chất còn cấy thêm một vài khả năng như độc dược mô phỏng từ trái doku doku nhưng siêu việt nhất phải là ba người con trai đầu Ichiji sở hữu sức mạnh ánh sáng tương tự ở trái pica no sở hữu sức mạnh của điện giống korokoro Koro nomi năng lực robin nhận xét là bất khả chiến bại cuối cùng là sanji mình tin anh sở hữu sức mạnh được lấy từ trái no nomi ánh sáng sấm xét và lửa ba năng lực lô gia bá đạo đã được v smoke Church sử dụng để cấy vào bộ gen bộ gen của Sanji thuộc hệ lửa chứ không phải là tàng hình nha anh em. Hãy nhìn chiêu Henry Needle của Niji, anh ta sử dụng nó mà không mặc bộ Red shui. Tương tự như Raizu cũng dùng độc ở dạng bình thường, tức là bộ gen của Sanji không phải tàng hình mà là hệ lửa, mô phỏng Mera Mera no Mi. Các con trai của nhà Vinsmoke chỉ không chuyển hóa được thành dạng nguyên tố, cũng như bị hạn chế cách thức ra đòn, nhưng họ vẫn dùng được sức mạnh của hệ Loza. Riêng Sanji, bộ Red của anh đặc biệt hơn một chút khi có thêm sức mạnh tàng hình và một lần nữa, Vismotchert cho thấy trình độ đi trước thời đại của ông ta. Nếu Vekapang có thể dùng nhân tố di truyền giúp đồ vật ăn trá quỷ, thì Vismotchert lại cấy được năng lực mô phỏng lại trá quỷ và bộ đồ chiến đấu của Kema City Six. Người duy nhất sở hữu nó là Saji. Bộ đế xôi của anh có năng lực tàng hình, giống trái Shike Đây mới là lý do khiến Hắc Ẩn trở thành kẻ khó bị đánh bại nhất quân đoàn Kema. Vì ngoài siêu năng lực như các anh chị em, bộ đế xui của Ẩn còn có siêu năng lực riêng. Hiện giờ mã gen của Saji đã thức tỉnh ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội. Ai còn bảo Oda suốt ngày gì manh ba thì phải đeo khẩu trang vào ngay. Oda đang buff hết cỡ cho Sanji rồi đấy. Nhưng bộ trang đó vẫn chưa phải tất cả đâu. Anh em xem nốt phần 3 của video đi đã. 3. Hạ kỳ quan sát cấp cao thức tỉnh Trong góc SBS, Oda từng trả lời là trong băng mũ rơm, Luffy sẽ thiên về hạ kỳ bảo vương nhất, Zoro là hạ kỳ vũ trang, còn Sanji là hạ kỳ quan sát. Trung hợp thay, thứ hạ kỳ đầu tiên họ đánh thức trước cả lúc được dạy về haki cũng là thứ họ giỏi nhất lần đầu Luffy bộc lộ tổ chất hạ Kỳ Bá Vương là lúc cậu dọa con bò của Duvan ngất xỉu, chứ không phải là ở Amazon Lily. Trong khi đó, Zoro lại hợp nhất với kiếm, vô thức dùng được hẳn hạ Kỳ Vũ trang cấp cao ở As Alabasta. Còn Sanji thì sao? Trai anh em ít để ý, nhưng khi đọc lại, vô tình mình phát hiện Sanji từng dùng hạ Kỳ quan sát cấp cao ở Chula Pháp Đấy là lúc đánh nhau với Absalom. Hắn vừa giơ tay lên, chưa kịp làm gì, thì Sanji đã nhảy lên, dẫm vào hai cánh tay của hắn. Thấy hành động của Sanji quá bất thường, Absalom hoảng hốt hỏi: Tại sao ngươi làm được như thế? không lẽ người biết trước ta định làm gì? Để giải thích thì phải tới tận ass đảo bánh chúng ta mới hiểu, muốn luyện được haki quan sát, thấy trước tương lai thì phải duy trì một sự tập trung cao độ vào kẻ thù trước mặt. Ngược lại trước time skip, Sanji có mối hận không độ trời chung với Absalom vì hắn đã ăn mất trái seke mà anh áo ước. Chính vì thế, mọi sự căm phẫn dồn hết lên đầu Absalom. Sanji quá tập trung vào việc đập Absalom nên anh đã vô tình sử dụng haki quan sát thấu thị tương lai gần mà bản thân cũng chẳng hề hay, hay, biết. Giờ thì còn ai dám khinh anh ba, chê anh tấu hoài gọi anh là con ghẻ thế nào. Mình dám cá với anh em là sau trận này, Sanji sẽ không thua kém gì Zoro cả. Sức mạnh của cả hai phải một chín một tái. Nếu Zoro được 10 thì Sanji cũng phải 9,75. Rồi luyện được Haki vũ trang cấp cao, tạo ra hắc kiếm, làm chủ Haki bá vương thì Sạn cũng thức tỉnh được bộ chen, làm chủ Red Sui tàng hình và chắc chắn còn luyện được thêm cả Haki quan sát cấp cao nữa. Quá bá cho anh tôi. Còn gì thì Oda cũng buff hết, không lại thêm cái time skip nữa mất. Chưa hết, Haki quan sát của sạn rồi sẽ còn mạnh hơn cả Luffy hay là Katakuri vì đây là loại Haki anh giỏi nhất, sánh vai kiếm sĩ số 1 thế giới là đôi cánh của vua ải tặc thì hiển nhiên Haki quan sát cũng phải ở top 1 thế giới. Trong chat 998, Chim B bảo rằng Sanji có lẽ cảm nhận được địch mạnh nên đã chặn chúng ở tầng 3. Luffy đáp lại, ra vậy, xem ra Haki quan sát của tôi chưa đủ tốt. Lúc đó anh ba đang tấu hài thật, nhưng câu nói của Luffy gián tiếp khẳng định Haki quan sát của Sanji mới là đỉnh nhất. Ở đảo bánh Katakuri đã dùng Haki quan sát cấp cao thấy trước tương lai và bắn Sanji thêm một cú nhưng anh vẫn né được cho nên mình dám khẳng định sau Aswano hai kỳ quan sát của sạn sẽ còn vượt qua cả chỉ huy ngọt Katakuri quả thực là Oda đang chơi tất tay vì không có nhiều thời gian tập luyện nữa nên các thành viên chủ chốt trong bảng mũ dơm sẽ mạnh lên ngay trong trận chiến và Sanji thực sự anh đã không làm fan của mình thất vọng mình tin video ngày hôm nay đã cho anh em thấy được sức mạnh của Sanji vị vua tương lai của Kema và nếu anh em thấy hay hãy like share và bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi màn gà nhé xin chào và hẹn gặp lại.